Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 6 giờ chiều của ngày thứ Sáu, ngày 19 tháng 1 năm 2023. Và xin thưa với các bác, đã chính thức đề nghị kỷ luật đối với ông Trần Tuấn Anh. Đó là một tin tức có thể nói rằng là rất nóng trong ngày hôm nay. Mong rằng các bác hãy tích cực ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like video, nhấn nút thông báo, cảm ơn rất là nhiều. Đối với nhiều bác thì trong vòng khoảng tầm hơn 3 năm nay, Bộ Công Thương ngay từ trước đại hội 13 thì Bộ Công Thương và ông Trần Tuấn Anh cùng với một loạt nhân vật từ Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhắc tên không có gì lạ trên kênh Trang TV. Và ngày hôm nay thì Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có cái đề nghị chính thức là kỷ luật với một loạt xin thưa với các bác. Nó sẽ rất khác với cái thông báo kỳ họp trước nha các bác. Đây là thông báo mới nhất ở Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đó là đề nghị kỷ luật các ông là Trần Tuấn Anh, Trịnh Đình Dũng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương thì đã đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét kỷ luật ông Trần Tuấn Anh, Trịnh Đình Dũng, Mai Tiến Dũng và một số cán bộ. Và trong các ngày ngày 11, ngày mùng 10, ngày 11 và ngày 19 tháng 1 2024 thì Ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ họp thứ 35. Và tại kỳ họp này thì thực hiện kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp 34 đối với Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương và một số tổ chức đảng, đảng viên có liên quan căn cứ quy định của Đảng. Và Ủy ban Kiểm tra Trung ương thì quyết định là thi hành kỷ luật. Đó là khai trừ ra khỏi Đảng các ông là Đặng Công Khôi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá Bộ Tài chính. Ông Nguyễn Danh Sơn là Bí thư Đảng ủy và Giám đốc Công ty Mua bán điện. Ông Danh Sơn thì đã bị bắt rồi. Ông Nguyễn Hữu Khải, Bí thư chi bộ, trưởng phòng kinh doanh mua bán điện, công ty bưu điện Việt Nam và ông Trần Quốc Hùng, phó trưởng phòng cấp phép quan hệ công chúng thì ông này cũng đã bị bắt rồi. Đó. Và cách tất cả các chức vụ trong đảng đối với ông Đỗ Đức Quân, nguyên phó bí thư đảng ủy, phó cục trưởng cục điện lực và năng lượng tái tạo Bộ Công Thương và cảnh cáo toàn bộ ban thường vụ đảng ủy Bộ Công Thương nhiệm kỳ 15-20 và đảng ủy cục điện lực năng lượng tái tạo nhiệm kỳ 17-20, đảng ủy cục điều tiết điện lực nhiệm kỳ 20-25 và chi bộ vụ thị trường trong nước các nhiệm kỳ 15 17 2015 2017 17 20 20 22 ban thường vụ đảng ủy tập đoàn điện lực Việt Nam cả nhiệm kỳ 15 20 và 20 25 rất cụ thể và chia ra từng mục thời gian. Và các ông là Nguyễn Anh Tuấn, ủy viên ban cán sự đảng, vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ, nhưng mà trước đó thì ông là bên chỗ vụ điện lực điều tiết điện lực. Ông Trần Duy Đông là bí thư đảng ủy cục xuất khẩu, ông Phương Hoàng Kim là bí thư chi bộ vụ tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững, ông Võ Văn Quyền nguyên bí thư chi bộ, vân vân. Và đặc biệt là ông cảnh cáo là ông Dương Quang Thành nguyên là chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn điện lực Việt Nam và ông Trần Đình Nhân nguyên là tổng giám đốc tập đoàn điện lực Việt Nam và khiển trách một loạt các cơ quan ví dụ như là đảng ủy và các ông như là Hoàng Tiến Dũng, ông Trần Hữu Linh, ông tổng cục trưởng bộ quản lý thị trường. Và đặc biệt một cái dòng cuối cùng ở đây thậm chí là báo Tuổi Trẻ còn bôi đậm cả cái dòng này lên nữa: Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét trách nhiệm xử lý kỷ luật Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương các nhiệm kỳ 16-21 và 21-26. Và các ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương. Ông Trịnh Đình Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Ông Đỗ Thắng Hải, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương. Ông Hoàng Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương và nguyên là Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Ông Đỗ Thắng Hải thì cũng đã bị bắt, ông Hoàng Quốc Vượng thì cũng đã bị bắt. Ông đã Đỗ Thắng Hải thì liên quan đến vụ xuyên Việt Oil. Còn ông Hoàng Quốc Vượng thì liên quan đến Bộ Điện lực. Và đặc biệt là ông Trần Tuấn Anh trước đây như vậy. Đây là cái thông báo mới nhất, xin thưa với các bác. Như tôi chia sẻ các bác ấy, kỳ họp thứ 24 mà kết luận 24 thì Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ kết luận và yêu cầu một số bên là xử lý nó kia vân vân và sẽ tiếp tục làm rõ. Thì đến kỳ họp này là kỳ họp mà trước tôi chia sẻ với các bác nó là rất là căng thẳng. Và cuối cùng thì cũng đưa ra trình để mà trình cấp có thẩm quyền. Thì ở đây cấp có thẩm quyền là Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xem xét kỷ luật là rất nhiều nhân vật, bao gồm có ông Trần Tuấn Anh hiện nay cũng đang là Ủy viên Bộ Chính trị.
Ông Trần Tuấn Anh cũng đang là ủy viên chính trị. Kỷ luật thì xin thưa các bác như vậy. Ông Trịnh Đình Dũng là nguyên phó thủ tướng. Ông Mai Tiến Dũng là nguyên bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ. Đó là các bác có thể thấy nhân vật là chưa bị làm sao. Và trình kỷ luật là ông Đỗ Thắng Hải và ông Hoàng Quốc Vượng thì khả năng hai ông này là sẽ bị khai trừ ra khỏi đảng. Thế nhưng nhân vật như thế này á, là để trình lên ấy, thì nó sẽ có từng cái mức như sau. Nếu như mà gọi rằng là mức mà theo cái dạng như là khiển trách với cảnh cáo thì Bộ Chính trị Ban Bí thư sẽ có thể là thi hành kỷ luật ngay đập trong đợt tới. Còn nếu ở mức độ cấp độ cao hơn, tức là mức độ là cách cách chức hoặc là cách chức hoặc là khai trừ ra khỏi đảng thì sẽ trình ra Ban Chấp hành Trung ương. Nếu như Bộ Chính trị Ban Bí thư mà thi hành kỷ luật ở mức độ nghĩa là muốn là khi trừ lệch mức cao hơn ấy, thì sẽ đưa ra Trung ương với cái mức là cách chức, tức là cách tất cả chức vụ và hoặc là khai trừ ấy, thì lúc này sẽ phải họp hội sẽ phải họp tiếp một lần nữa là họp Trung ương bất thường để mà quyết định cái mức độ kỷ luật. Lúc này các lá phiếu của các ủy viên ban chấp hành Trung ương sẽ chỉ là hai cái, một là cách chức, hai là khai trừ. Còn ở mức độ khiển trách hay cảnh cáo thì với các quy định mới như bây giờ thì mặc dù là có thể khiển trách là sẽ không mất chức ngay nhưng sẽ gần như là sẽ kết thúc cái sự thăng tiến của con đường chính trị. Ở mức độ cảnh cáo thì thậm chí là sẽ phải với là mất chức luôn, thế là chức vụ luôn. Theo những quy định mới thì người ta khuyến khích rằng là sẽ xin từ chức hoặc là cho miễn nhiệm chức vụ nếu ở mức độ là kỷ luật cảnh cáo. Thế cho nên ấy, dù là con đường nào đi chăng nữa thì cũng đã có thể nói rằng là một con đường giống như kiểu là một con đường đã băng băng trên một cái con đường sự nghiệp thì bây giờ là có một cái tảng đá chắn ngang đường rồi, không thể đi được nữa, chỉ đến đó mà thôi. Nhưng với nhiều người dân Việt Nam thì có lẽ rằng là với những cái sai phạm liên quan tới và được kết luận trong thanh tra chính phủ là kết luận ở mức độ điện lực và có đội ủy ban kiểm tra kết luận từ ngành điện cho tới ngành xăng dầu với rất nhiều những cái sai phạm có thể nói rằng là cực kỳ khủng khiếp thì có lẽ trách nhiệm của ông Trần Tuấn Anh là không nhỏ, trách nhiệm của ông Trần Tuấn Anh là không nhỏ. Và những cái vụ việc này thì đều đã được đưa lên kênh Trang Trang TV từ rất lâu, ngay cả vấn đề liên quan đến công tác cán bộ bao gồm có cả ông như là Lê Quốc Hùng. Không phải mới được biết trước khi những cái việc như là xăng dầu bị khan hiếm, tức là người ta phải cầm can ra để đi mua rồi là xếp hàng hàng tiếng đồng hồ, cho tới cái việc mà điện lực vừa rồi mất điện trên diện rộng thì khán giả kênh Nhan TV từ những ngày đầu thì đều đã biết những cái sự việc khuất tất hoặc là có chỉ dấu hỏi hoài nghi, những cái gì nó chưa được minh bạch rõ ràng thì đều được đưa lên trên kênh Nhan TV rồi. Và có thêm một cái nữa để tôi muốn chia sẻ với các bác thế này, nhiều hiện nay á là lập tức nhiều người xông vào kênh của tôi để mà chụp mũ thì rằng là nó khi vân vân trong một cái sự kiện có thể nói rằng là khá là bất thường. Thế thì ở đây vào ngày hôm nay tôi có đưa lên trên trang Facebook của mình một cái quan điểm để các bác có thể là hiểu thêm một chút. Trên kênh Facebook của mình vào sáng nay tôi có chia sẻ rằng là tôi lấy ví dụ thứ nhất là thành phố Hồ Chí Minh có nói rằng là tạo mọi điều kiện để người dân đề đạt tâm tư, bày tỏ ý kiến về những chủ trương chính sách còn bất cập. Đây là chính xác chính thức từ bên phía của thành phố Hồ Chí Minh mà mới ngày hôm kia thôi, xin thưa với các bác như thế. Và thứ hai tôi lấy một cái ví dụ, đó chính là cái việc mà Bộ Công Thương đề nghị xử lý cá nhân xuyên tạc về giá điện. Cái này thì từ năm 2019 rồi, các bạn nên nhớ. Và tôi có một cái bình luận thế này. Thành phố Hồ Chí Minh thì có nghĩa là một tư duy, nghĩa là thành phố Hồ Chí Minh có một tư duy rất mở, rất đúng chủ trương của Đảng thông qua các nghị quyết, quyết định, quy định, chỉ thị, vân vân trong nhiều văn bản khác nhau. Tức là các quy định của Đảng thì đều muốn rằng là nhân dân giám sát những cái việc đó. Nhân dân được quyền giám sát những cái đấy và được công khai minh bạch. Các quy định như kết luận 12 rồi là chỉ thị, rồi là nghị quyết 21 vân vân thì đều có những quy định như vậy. Và ngay cả quy định mới nhất là 132 liên quan đến giám sát trong ngành điều tra truy tố xét xử thì cũng đều có nhắc đến chữ nhân dân để nhân dân giám sát. Thế thì Thành phố Hồ Chí Minh đã làm rất tốt việc này và tôi đã nhận xét rằng là một tư duy rất mở, rất đúng với chủ trương của Đảng.
Tuy nhiên thì vẫn còn có những địa phương, cơ quan, đặc biệt nhiều cá nhân thì không thích điều này, chần chờ làm điều này, né tránh điều này, thậm chí cá biệt họ thích chụp mũ chống phá, phản động cho những băn khoăn hoài nghi chính đáng, cho những băn khoăn hoài nghi chính đáng từ phía người dân. Đó. Thế từ đó chúng ta có thể thấy rằng là có rất nhiều nơi người ta có những cái kiểu như thế. Thay vì cái việc mà ra giải trình cho người dân cho rõ thì họ thích chụp mũ hơn. Trên cái trang TV hiện nay các bác thấy rất nhiều vào, và một số bác cờ lê nói với tôi rằng là em block không nổi, không đủ nữa đó, xông vào chỉ nói rằng là a thằng phản động, a thằng nọ kia. Nhưng ấy, nếu như mà có những cái giải trình cho những người như bọn tôi thì có lẽ những cái vấn đề liên quan tới ngành điện, những vấn đề liên quan tới xăng dầu có lẽ rằng là nó sẽ không bị bê bối như bây giờ, và có lẽ những ông như ông Trần Tuấn Anh hay Đình Dũng hay là một số người khác đã không bị mất chức, tức là chúng ta sẽ không mất cán bộ. Cho nên ấy, chúng ta phải tìm ra cái cơ chế phòng làm thế nào sai phạm nó không xảy ra, bởi vì khi đã xảy ra rồi thì hậu quả của nó vô cùng kinh hoàng. Cảm ơn tất cả các bác, chúc các bác một ngày tốt lành. Và nhân đây thì cũng nói thêm rằng là cái cơ chế đó thì đã được Đảng đề đạt ra, quan trọng cũng đã nói việc của nhân dân giám sát, cô Mai, ông Phan Đình Trạc đều nói cái điều này, đều cam đoan cái điều này. Nhưng mà có vẻ như là rất nhiều người, thậm chí rằng là những anh dư luận viên hay những anh gì đó nhân danh là Đảng, nhân danh nhà nước, nhưng hình như chưa đọc những cái điều đấy, chưa tìm hiểu những cái điều đấy để hiểu rằng là chính những người như bọn tôi mới là những cái đảng viên chân chính, mà tôi không phải là đảng viên, nhưng mà kiểu như bọn tôi thì mới là chân chính, chứ không phải là đi giấu nhẹm nó đi đâu hay đi chụp mũ người khác đâu, đúng không? Cảm ơn các bác rất nhiều.